1-0 Thủy Linh phát cầu. Trận đấu thứ nhất. Chúng ta tiếp tục cổ vũ cho Việt Nam nào. Tôi cháu đang live stream, cô đừng gọi nữa. Cháu có gì cháu sẽ trả lời sau, còn đi cắt live stream luôn rồi. Sau đó tự nhiên cắt nhờ mọi khi em live stream gọi đến cũng bị cắt nhá. Bây giờ bị cách. Ok, xin lỗi mọi người, vừa rồi có người gọi cho Hùng và live stream nó lại bị cắt. Thực sự bây giờ mà cứ li li đến tầm nửa trận mà có ai gọi thì mệt lắm. Ok, chúng ta tiếp tục với trận đấu của Nguyễn Thùy Linh Việt Nam và Tay Vợt đến từ Đài Loan nào. Mọi người hãy nhanh chóng trở lại live stream Hùng. Xin lỗi tất cả mọi người, vừa rồi thì có người gọi Hùng nên là live stream bị kết thúc nhá. Điểm bao nhiêu anh nhỉ? 3 đều. Ok, điểm số 3 đều. Ok Yên Vũ, có người gọi anh nên là live stream kết thúc. Điểm số 3 đều, chẳng lẽ từ sau cái live stream phải tháo sim ra thì không có 3G đúng không? Ok, điểm số 4-3 cho Thùy Linh. Thùy Linh đứng ở phía xa màn hình của chúng ta nhá. Gần màn hình là Tay Vợt đến từ Đài Loan. Một pha chém cầu rất sắc, bóng đầu đi ra ngoài. 5-3 cho đại diện của Việt Nam. Có thể nói là một khởi đầu rất tốt cho Thùy Linh. 5-3 Thùy Linh phát cầu. Ok mọi người, nếu thấy livestream này hay hãy giúp mình chia sẻ với nhá. Rất đáng tiếc cho pha kê cầu. Cầu không qua lưới. 4-5. Rất chắc tay. Vâng, đập cầu rất tốt, cầu vẫn trong sân. Điểm 6-4 cho Thùy Linh. Vâng, không sao cô Thúy ơi. Hôm nay con định về rồi nhưng tự nhiên Thùy Linh lại ra sân thì con lại đi. Thế thì cô cứ nhắn tin cho con nhá. Bởi vì trong cái giai đoạn giải này tốt nhất mọi người lên nhắn tin không? Gọi cũng không nghe được đâu. Điểm 7-4 rồi, khoảng cách 3 điểm. Rất tốt và pha phạt cầu rất cao. Cao đến mức chóng mặt luôn. Cầu ngoài sân. Điểm rút ngắn 5-7 cho Tay Vợt đến từ Đài Loan. Rồi, ở trận đấu trước thì đại diện của Việt Nam Vũ Thị Trang đã có một trận đấu khá đơn giản trước Tay Vợt đến từ Mỹ và bước vào vòng trong rồi. Liệu rằng Thùy Linh có thể làm được điều đó hay không? Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Thùy Linh nào. Bấm cầu góc rất hay. Liên tục với những pha ép góc, tuy nhiên Tay Vợt đến từ Đài Loan có những pha xử lý rất khéo léo. Cũng hay quá nhờ. Rất bình tĩnh. Một Thùy Linh của ngày hôm nay khác hẳn với Thùy Linh của 1-2 năm về trước. Bấm cầu đã bản lĩnh hơn và mềm dẻo hơn rất là nhiều. Rồi anh Lập luôn lên lao cao vũ, cao hồ vũ linh lên tất cả mọi người nhá. Mọi người giúp chia sẻ live stream này được không ạ? Tại sao lại ít người xem thế này? Chắc là do vừa rồi live stream kết thúc rồi mà mọi người lại chạy đi xem live stream khác hết rồi.
Thùy Linh vẫn đang dẫn trước với điểm số 86 nhá. Cầu trong sân rất tốt, 96 cho Việt Nam. Ok, sắp ngủ gần rồi thắng này. Đi đâu qua đây? Điểm 96 cho Thùy Linh. Và phòng cầu rất uy lực, dứt điểm rất tốt, khiến cho tay vợt đến từ Đài Loan thủ cầu ra ngoài. Ok, xin chào chị Anh Hồng nha, xin chào Dương Ngọc Anh nha. Ngọc Anh trong đánh giải này em ơi. Rồi, tay vợt đến từ Đài Loan đã có một tình huống dứt điểm lật lưới khiến chị Dương không thể đỡ cầu như thế rồi. Ok, xin chào Kenny Tuấn Đạt, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta hãy tập trung vào trận đấu nào. Và mọi người hãy cùng chia sẻ live stream lên chợ cầu lông và lên trang cá nhân nào. Ít người xem quá một trận đấu hay như thế này. Hôm nay live stream thì mọi người cứ hỏi Việt Nam đây. Thùy Linh sắp đánh chưa bây giờ? Anh à? Tao thập lặng nha anh. Chiều nay đánh không anh? Anh đánh thế nào đấy? Anh đang tập thứ 3. Lại ra chỗ Trần Đình. Anh có đánh giải tại đi. Chán quá. Tưởng dạo qua giải đại học y để lấy đà nhảy thẳng giải đấy. Anh đánh là trên 35 nhỉ? Chín đúng không anh? Ok, điểm 13-9, một pha cứu cầu rất hay của tay vợt Thùy Linh. Rất tốt. Vâng, Thùy Linh di chuyển rất là uyển chuyển. Cầu ngoài sân, cầu rất bền và chính xác, đó là Thùy Linh. 14-9 cho đại diện Việt Nam. Hết dung lượng. Hết dung lượng. Hết dung lượng máy. Đây, nhập đây một phát này. Đến phát link đấy. Và thôi, thôi, quay, quay. Cái bản máy này cũng ly được, tuy nhiên để giữ buổi tối ly trận đấy, ly trận hay hơn. 14-9 rồi, trận đấu thứ nhất, Thùy Linh đang dẫn trước đối thủ của mình 5 điểm. Kề cầu không qua lưới rất đáng tiếc. Cơ hội dứt điểm cho Thùy Linh. Vẫn chưa thể ăn điểm. Cầu ngoài sân. Mười lăm mười. Kèo lưới khá hay.
Hay thế nhỉ, rất thích đường cầu này. 16-10 rồi, khoảng cách 6 điểm rồi. Đây là Thùy Linh đánh cầu rất hay và khéo léo. Có rất nhiều các đường cầu dị. Rồi, rất tốt, 17-10 rồi. Rồi, trong những phút thi đấu vừa rồi, tay vợt Thùy Linh thi đấu khá vào tay. Khoảng cách đã là 7 điểm, 17-10, Thùy Linh phát cầu. Tiếp tục là một pha phong cầu ra ngoài của tay vợt đến từ Đài Loan. 18-10 cho Thùy Linh. Có vẻ xét đấu này sẽ kết thúc một cách khá dễ dàng cho đại diện của chúng ta. Part 3, mixed doubles, match number 12, Chen Xiyuan, Yu Qianhui, Chinese Taipei, versus Tadayuki Urai, Vietnam, Iyaura, Japan, umpire, Pha Anhao, Vietnam, service judge, Ayas Alami, Bangladesh, part 3. Set số 3, nội dung của năm lượt đấu trận số 12, Chen Xiyuan, Yu Qianhui, Trung Hoa Đài Bắc đấu với Tadayuki Urai, Vena Miyaura, Nhật Bản. Trọng tài chính Phạm Anh Hào, Việt Nam. Trọng tài giao cầu Ayas Alami, Bangladesh. Cầu ngoài sân. Chỉ còn 2 điểm số nữa thôi, Thùy Linh sẽ giành chiến thắng. Một pha đập cầu vạn trường rất tốt của tay vợt đến từ Đài Loan. Có vẻ là cầu ra ngoài một chút rồi. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất, Thùy Linh phát cầu. Vâng, vậy là tay vợt của chúng ta sắp giành chiến thắng trong set đấu thứ nhất rồi. Rất đáng tiếc, một pha cầu thiếu một chút lực của Thùy Linh. Còn một điểm số nữa thôi nào. Cầu vẫn trong sân. Vận động viên đến từ Đài Loan vẫn đang rất cố gắng. Rồi, một pha cầu kết thúc khá dễ dàng cho Thùy Linh. Đây là trong set đấu thứ nhất, đại diện của Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã giành chiến thắng khá dễ dàng. Bước vào set đấu thứ hai, Thùy Linh chính là tay vợt ở gần màn hình của chúng ta đây. Điểm không đều. Còn điểm số đầu tiên đó, một pha xử chém cầu lỗi của Thùy Linh. 1-0 cho tay vợt đến từ Đài Loan. Điểm một đều, Thùy Linh phát cầu. Hiện tại thì Hùng quay cả hai sân luôn, đang xem sân này ngó sang sân kia. Rồi, một pha kê cầu lỗi của tay vợt Đài Loan, 2-1 cho Thùy Linh. Có vẻ tay vợt này cũng hơi non, và Thùy Linh cơ hội chiến thắng là rất cao. Rồi,
vận chuyển đập cầu rất tốt của tay vợt đến từ Đài Loan. Thì Linh không thể cản phá cầu trong tình huống vừa rồi. Điểm 2 đều. Lực tay rất tốt, đó là một pha phạt cầu ngang của Thủy Linh, một pha đập cầu ngang. Điểm 3-2 cho đại diện Việt Nam. Vẫn còn rất xuất sắc, một pha bóng thủ xuất sắc của Thủy Linh. Dù rằng sự xuất sắc đó có giành lại điểm số cho Thùy Linh trong vật rất tiếc cầu ra ngoài sân. Điểm 3 đều. Điều cầu rất lắc, tuy nhiên cầu không qua lưới. Điểm 4-3 cho Đài Loan. Rất hy vọng rằng Thùy Linh có thể giành chiến thắng trong set đấu thứ hai này. Đây là một pha bấm cầu ra ngoài sân. Sáu bốn rồi. Rồi Thùy Linh đang gặp một chút vấn đề về tâm lý sau nhiều pha bấm cầu ra ngoài. Trong sân một tình huống cảm giác cầu không tốt. Điểm 7-4 cho tay vợt đến từ Đài Loan rồi. Chất lượng nhỉ, xem trận này nhưng quay trận này nhưng muốn xem trận này. Đúng rồi. Quay trận thì Linh nhìn muốn xem trận Hàn Quốc với Đài Loan. Phê là hay quá. Nhưng mọi người yên tâm là Hùng đang quay lại trận đấu đấy rồi, mọi người sẽ được thưởng thức cả đập cả thủ. Phê điểm 6-7 thì Linh phát cầu, thì Linh vẫn đang rất cố gắng để có thể vươn lên dẫn trước đối thủ của mình. Và nếu có thể giành chiến thắng trong set đấu thứ hai luôn thì là một điều rất tuyệt vời. Cầu ngoài sân 7 đều cho Thùy Linh. Thank you.
kinh và đập như bò đấy. Thủ cầu rất hay, rất khéo léo và bình tĩnh, nhưng chưa để kết liễu đối thủ. Hết. Hay quá, đối thủ đang bị điều cầu rồi. Rất khéo léo. Rồi, mình rất thích lối đánh của Thùy Linh, rất bền bỉ. Nhanh quá. Hay thật. Nữ thủ đoạn quả đấy là hay lắm rồi. Quay một bên thì mà thích vẫn xích xe một bên. Quay bên này còn nhìn bên kia. Cầu cái này tốc độ nhanh. Đánh có lực này, đánh hay chứ. Còn này khéo mấy lưa, anh xin chữ ký trước đi không? Mấy lưa con nổi tiếng ấy. Xin chữ ký vào áo trước đi. Bây giờ mua một lô áo phông. Xin mua khoảng tầm mười mấy cái được mẹ nó phí ở sau bán này. Mình rất 97 rồi đúng không? 89 rồi. Một pha cầu bỏ không chính xác của Thùy Linh. Điểm 89 Đài Loan phát cầu. Kéo lưới rất hay. Vâng, một pha đập cầu quá tốt ạ. Thùy Linh đánh cầu hay quá. Thực sự trước kia Hùng không có ấn tượng tốt với tay vợt Thùy Linh. Cách đây khoảng 2-3 năm thì Hùng xem Thùy Linh đánh không thấy hay đâu. Người công nhận là rất hay. Thùy Linh đã trưởng thành lên rất là nhiều. Vâng, rất khéo léo, tốt lắm. Ok, vậy là chúng ta đã dẫn trước 11-8 trong set đấu thứ hai này, giống hệt với set đấu thứ nhất. Liệu rằng ở cuối set đấu thứ hai chúng ta có thể Thùy Linh có thể dễ dàng giành chiến thắng như set đấu thứ nhất hay không? Chúng ta hãy tiếp tục cổ vũ cho đại diện của Việt Nam nào. Thứ hai Hàn Quốc gặp Đài Loan, 16-15 cho Hàn Quốc. Trong trận đấu thứ nhất thì Hàn Quốc đã xuất sắc giành chiến thắng với điểm số sát nút. Ok, khoảng cách 2 điểm bây giờ tạo ra, Hàn Quốc dẫn trước 17-15. Và nếu họ giành trong chiến thắng trong trận đấu này thì họ sẽ giành chiến thắng chung cuộc của cả trận đấu. Rất khéo léo, cơ hội dứt điểm. Ok, chúng ta trở lại với trận đấu của Thùy Linh và tay vợt Đài Loan. Hiện tại Thùy Linh đã ghi được điểm số đầu tiên sau khi trở lại sân, điểm 12-8. Thùy Linh phát cầu khoảng cách 4 điểm rồi. Chỉ cần duy trì thế trận như vậy đến cuối trận đấu rồi là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Vâng, rất tốt. Chém kìa. Thực sự Thùy Linh đánh rất hay. Và chúng ta có niềm tin và chúng ta có hy vọng vào một tấm huy chương ở nội dung đơn nữ cho đại diện cầu lông Việt Nam. Chúng ta có quyền hy vọng. Cả Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh, biết đâu trận chung kết lại là nội bộ Việt Nam gặp nhau thì sao. Chúng ta hãy cứ hy vọng. Vẫn trong sân, cú tay rất chuẩn. Ok, 14-8 cho đại diện Việt Nam rồi. Vẫn còn kìa. Lại bị ngựa sang bên lại bị ngựa sang chân bên cạnh. Đang quay một máy mà mình bình luận. Ok, tiếp tục với trận đấu Thùy Linh 14-8. Khoảng cách 6 điểm rất an toàn. Bật cầu rất cao và đập rất cắm. Một điểm số rất xuất sắc cho đại vợt đến từ Đài Loan. 9-14.
9-14 Đài Loan phát cầu. Cầu ngoài sân, rất may mắn. Cầu ngoài sân. Khoảng cách vẫn được duy trì an toàn 6 điểm. Thùy Linh đã có một trận đấu khá xuất sắc. Tuy nhiên đây mới chỉ là vòng loại thôi. Và để chinh phục tấm huy chương thì Thùy Linh phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những trận đấu sau. Vì trong những trận đấu sau thì đối thủ của Thùy Linh càng ngày càng mạnh. Điểm rút ngắn xuống còn 10-15 cho trợ nhờ cổ tay kìa. Vãi trưởng. Ok, vậy là tập thể đến từ Hàn Quốc đã có thể kết thúc trận đấu sau 2 trận đấu rất xuất sắc. Và cặp đôi này Hùng dự đoán là có thể là ứng cử viên cho chức vô địch đấy. Cặp đôi áo đen đấy nhá, mọi người để ý mà xem. Trước này chúng ta cùng trở lại trận đấu giữa Thùy Linh và Đài Vượt Đài Loan. 3 đằng sau kia, một bên kia là 4, 2 trọng tài. Vận chuyển rất tốt, rất xuất sắc cho Thùy Linh ở trong sân. 16-12. Cho đại diện Việt Nam trong set đấu thứ hai. Rất tỉnh táo. Đó vẫn là một tình huống cầu trong sân ạ. Malaysia, 13-16. Sân số 4, nội dung đơn nam nữ, trận đấu số 16, Thùy Linh 14-16 rồi. Thùy Linh cần bình tĩnh hơn ở những điểm số cuối cùng của set đấu để có thể giành chiến thắng ngay trong set đấu thứ hai này. Lại là một pha cầu ngoài của Thùy Linh, gặp vấn đề tâm lý một chút rồi. Cầu không chuẩn rồi. May mắn cho Thùy Linh pha cầu đó không lật lưới ạ. Thằng này năm trước đánh này, năm trước chụp ảnh nó Malay. Phong cách đánh Mala thì chắc cầu nhỉ? Chắc, chính xác. Hàn Quốc nữa. Thủ thì có thằng Indo thủ kinh. Mala đánh không gặp. Đài Loan hôm nay đông lắm. Đúng không? Thế đánh thế là Đài Loan nhiều. Quá nhiều đôi của okay, Đài Loan. Ok, vậy đó là một tình huống đập cầu tốt của Thùy Linh. Một khoảng cách cũng tương đối an toàn cho Thùy Linh. Rất uy lực, ăn rồi. 19-15 rồi, 2 điểm số nữa thôi là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Thùy Linh cố lên nào. Cũng có thể nói đây là một trận đấu nhẹ nhàng. Thank you.
16-19. Pha chém cầu ra ngoài sân của Thúy Linh. 17-19. Căng đấy. Đâu sao mình chiến thắng thôi. Rất cố gắng. 18-19, vâng. 3 điểm số liên tiếp dành cho tay vợt đến từ Đài Loan. Thứ Linh tập trung hơn này. Wow. 19 đều. Và cầu quyết của Thúy Linh nhưng rất tiếc cầu ra ngoài rồi. Vừa rồi, những điểm số vừa rồi Thúy Linh có những tình huống đánh cầu không an toàn cho lắm. May mắn thay, cầu qua cầu của vận động viên Đài Loan để dứt điểm ra ngoài. 20-19, một điểm số nữa thôi nào. Chúng ta chỉ cần chiến thắng suýt soát thôi. Không dám bỏ đâu. Cầu ngoài sân 20 đều, tiếc quá. Và sự nuối tiếc đang được thể hiện trên khuôn mặt của cô gái đến từ Phú Thọ. Wow. Vâng, lẹ. Một pha đập cầu ra ngoài. Quá hay mặn. Tay vợt Đài Loan. 21-20, một điểm số nữa thôi nào. Phát này cắt luôn nha. Rồi, cơ hội dứt điểm. Rồi, ok, vậy là tay vợt Nguyễn Thị Linh đã giành chiến thắng trong hai set đấu. Và set đấu thứ hai này điểm số là 22-20. Rất xuất sắc, cuối cùng thì chúng ta đã giành chiến thắng rồi. May mắn thay là không phải đánh sang set đấu thứ ba. Quá tuyệt vời. Rõ ràng là những đường cầu của Thị Linh khá hay và sắc bén. Tuy nhiên đã có một số tình huống đánh cầu ra ngoài khiến Thùy Linh tâm lý, nhưng cuối cùng thì cũng đã giành chiến thắng rồi. Rất tuyệt vời. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo của Hùng.